Thì đây cũng là một trong những cách để các bạn setup các skill của mình cho nó tốt. Vậy tại sao chúng ta không tìm hiểu, tại sao chúng ta không tập thử mà nó lại rất là đơn giản, nó rất là dễ nữa? Hello, chào các bạn. Mình là MK. Chào mừng các bạn đã đến với Tu Tin Cơ Bản. Cũng lâu rồi mình chưa có đăng những cái video về tutorial hoặc là vlog các kiểu. Tại vì mình làm biến. What? Cái video này sẽ là khởi đầu cho cái chuỗi ngày mà mình sẽ làm về YouTube trở lại. Mình đã soạn ra cho mình một cái list để mình nói cho các bạn. Thấy chuyên nghiệp không? What? Tu Tin Cơ Bản tập ngày hôm nay sẽ là về vấn đề làm thế nào để sáng tạo từ một combo tu tin. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để xây dựng một combo tu tin từ 8 nhịp. Và sau đó chúng ta sẽ sáng tạo thành bao nhiêu combo, bao nhiêu cách để sáng tạo từ cái combo đó. Ok, đầu tiên các bạn phải nghĩ ra cho mình 8 động tác dựa trên 8 nhịp đếm của các bạn trong trong lúc các bạn nhảy. Đầu tiên là các bạn sẽ nghĩ ra cho mình 8 động tác để chúng ta xây dựng combo của mình. Mình sẽ ví dụ tay phải trước cho các bạn xem ha. Ok, rồi mình sẽ bắt đầu từ động tác đầu tiên, động tác thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và động tác cuối cùng. Sau đó chúng ta thử với cái tay còn lại ha. Và cách làm của chúng ta cũng làm tương tự như các góc của bên tay phải. Chủ yếu cái bài tập này nó sẽ giúp cho các bạn làm quen ở hai tay của mình. Sau đó các bạn thử hai tay làm cùng một lúc luôn ha. Đây là bài tập nó sẽ giúp cho các bạn có sự tập trung nhất định để các bạn tập đi tập lại cái phần combo của mình. Ở bước tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn những cách để sáng tạo dựa trên cái combo các bạn vừa mới dựng ra. Đây là cách đầu tiên, chúng ta sẽ đi hai tay cùng một lúc như vậy. Như vậy thì nó sẽ giúp các bạn vừa cân bằng được cơ thể, vừa tập trung vào tu tin tốt hơn. Cách thứ hai là chúng ta sẽ đi từng bên như vậy. Cách này nó sẽ giúp cho người xem tập trung vào các góc hai bên các bạn dễ hơn và bản thân các bạn làm động tác này nó cũng đơn giản hơn. Một cách khác là chúng ta có thể làm ngược những cái động tác từ hồi đầu giờ các bạn làm. Cách này cũng khá là thú vị. Tiếp theo đó là chia não, bạn sẽ chọn một tay làm lead và một tay còn lại là follow theo. Các bạn sẽ đi các góc trễ hơn một nhịp. Đây là ví dụ các bạn có thể tham khảo. Cái bài tập này là cái bài tập mà các bạn tập tu tin ai cũng phải tập qua và nó là một cái nét rất là đặc trưng của tu tin. Tương tự như cách hồi nãy, chúng ta có thể gia tăng nhịp của các động tác, có thể là tăng thành 2 nhịp, có thể thành 3 nhịp hoặc có thể thành 4 nhịp. Và từ đó chúng ta có thể sáng tạo ra được nhiều cách dựa trên những cái cách chia não như vậy để người xem người ta sẽ có nhiều cái sự phân tâm, nhiều sự thú vị hơn. Và bản thân các bạn làm thì nó cũng sẽ thử thách các bạn nhiều hơn. Ok. Ở cách này chúng ta có thể thay đổi vị trí của tay leader và tay follow, thay đổi xen kẽ nhau trong quá trình các bạn làm động tác thì nó sẽ tạo ra cái sự thú vị cho người xem và nó sẽ mang lại những cái đồ ảo rất là đã mắt. Cách tiếp theo các bạn sẽ làm hai tay cùng một lúc, một tay làm chiều xuôi và một tay làm chiều ngược. Cách này thì đương nhiên cái độ khó của nó cũng sẽ tương tự như cách chia não, nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái cảm giác mới và nó cũng là một cái thử thách để cho các bạn muốn level up thêm. Còn level up được hay không là ở các bạn. Đó là một vài cách các bạn có thể tham khảo. Ok, và bây giờ các bạn cũng đã thấy là chúng ta đã có rất là nhiều cách để mà chúng ta sáng tạo động tác của mình dựa trên một combo. Và đó cũng là cách mà MK cũng thường chia sẻ kinh nghiệm của mình trong những cái lớp dạy. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái video tutorial này. Đừng quên là like, subscribe, share, support mình ở trên kênh YouTube này. Ok, see you soon.